Vị chua chua chát chát, hậu ngọt. To, quá trời to luôn. Màu xấu vậy á, hình như nó không có đẹp được mấy bà ơi. Em mua rất là nhiều mẫu rồi đó, nhưng mà nó không đẹp được. Quả đó mình bảo quản được rất là lâu, quả vô căn mát tủ lạnh nó, quả trong cái hộp á, mấy cha ăn được cả tháng. Má ơi, quả này mới chua nha. Mấy quả xanh xanh á, nó chua dữ lắm. Đây, mời mấy bạn ăn hạt mắc ca đi. Tết rồi. Ôi, mua hạt mắc ca về ăn đi mấy chị ơi. Nó rất là giòn. Cái vỏ nè, mỏng. Cái nhân nè, to tròn nè. Ngon, bùi béo ngậy, thơm thơm nữa, đặc biệt nha, tốt. Cái hạt này cả nhà ơi, chốt đơn.